Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 26 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 11, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị đã cho ý kiến vào báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, trong đó nhấn mạnh: trong bối cảnh tình hình thế giới biến động mạnh, xuất hiện nhiều khó khăn thách thức, đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sức người, sức của cùng với nhân dân cả nước phòng chống đại dịch COVID-19, tập trung đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và đạt được nhiều kết quả tích cực. Dự kiến có 16 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Trong đó đáng chú ý là đã lãnh đạo thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP năm 2021 ước tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.070 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Ước cả năm sẽ hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Tuy nhiên, còn 5 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch, bao gồm tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước, số doanh nghiệp hợp tác xã đăng ký thành lập mới, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn vướng mắc, khó khăn dẫn đến chậm tiến độ theo yêu cầu. Tại hội nghị lần này, các đại biểu cho ý kiến vào báo cáo của Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh về dự toán thu chi ngân sách nhà nước, dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021, phương án phân bổ năm 2022, tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh về dự thảo nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tập trung huy động nguồn lực nâng cấp đô thị loại 4 huyện Lương Sơn phấn đấu trở thành thị xã, tờ trình về đề án nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chính quyền gắn với phát triển kinh tế xã hội hai xã Hang Kia, Bà Cò, huyện Mai Châu, tờ trình của Ban tổ chức Tỉnh ủy, dự thảo văn kiện thay thế quy định số 47 ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử và một số nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2746 ngày 24 tháng 11 năm 2021 về việc công bố cấp độ dịch COVID-19 hiện tại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, đến ngày 24 tháng 11, tỉnh Hòa Bình có 146 xã cấp độ 1, 2 xã cấp độ 2, 1 xã cấp độ 3 và 2 xã cấp độ 4. Đối với cấp huyện, thành phố, tỉnh Hòa Bình có 9 huyện, thành phố gồm Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, Mai Châu, Đà Bắc và thành phố Hòa Bình cấp độ 1 và một huyện là Lương Sơn cấp độ 2, toàn tỉnh cấp độ 1. Cụ thể, có 2 xã cấp độ 4 là xã Cao Dương, huyện Lương Sơn và xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, xã Thu Phong, huyện Cao Phong cấp độ 3, xã Sủ Ngòi, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình và xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy cấp độ 2. Trong đó cấp độ 1 tương ứng với màu xanh là nguy cơ thấp, mức độ 2 tương ứng với màu vàng là nguy cơ trung bình, cấp độ 3 tương ứng với màu cam là nguy cơ cao và cấp độ 4 tương ứng với màu đỏ là nguy cơ rất cao. Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và Ủy ban dân các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ để triển khai các biện pháp, các hoạt động tương ứng phù hợp với cấp độ dịch theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, xét đề nghị của Sở Y tế, Ủy ban dân tỉnh đã có công văn thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng ý thực hiện công văn số 5599 của Bộ Y tế về giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân như đề xuất của Sở Y tế, yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương phải tiến hành phân loại, rà soát điều kiện cách ly tại các hộ dân, nếu đảm bảo theo quy định thì cho cách ly tại nhà. Nếu không đảm bảo theo quy định thì bắt buộc phải cách ly tập trung tại các khu cách ly do cơ quan đơn vị địa phương thành lập. Giao Sở Y tế hướng dẫn hỗ trợ các địa phương đơn vị thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch đúng quy định. Theo đó, giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo. Bản tin thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngay sau khi có quyết định công bố quy hoạch điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, số lượng các nhà đầu tư về du lịch thương mại vào Mai Châu ngày càng tăng. Đến nay, trên địa bàn huyện có gần 20 dự án du lịch thương mại được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 178 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã và đang thực hiện là trên 150 tỷ đồng. Tất cả các dự án đều có quy mô hoạt động xây dựng trong vùng rộng, khả năng đáp ứng nhu cầu về nghỉ dưỡng chất lượng cao cho khách du lịch.
điển hình như dự án du lịch sinh thái Cha Lang, xã Mai Hịch, Mai Châu Hideaway Resort, xã Sơn Thủy, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch sinh thái Ba Khan. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới hình thức trong phát triển du lịch cộng đồng, kết hợp khám phá nghỉ dưỡng, thu hút đầu tư, mở rộng liên kết với các công ty du lịch, công ty lữ hành để hình thành các tour tuyến du lịch khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Ngày 25 tháng 11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tổng kết và trao giải Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hòa Bình năm 2021 nhằm đảm bảo trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Năm nay, cuộc thi được tổ chức theo hình thức gián tiếp, các đơn vị tuyển chọn diễn viên, xây dựng nội dung, dàn dựng chương trình, ghi hình, thu âm trực tiếp và gửi sản phẩm về ban tổ chức. Đây là năm đầu tiên thực hiện theo hình thức mới với hơn 50 tiết mục ca múa nhạc, ca ngợi Đảng, quê hương đất nước, quê hương Hòa Bình. Những tiết mục mang đậm nét văn hóa truyền thống, phản ánh đúng phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng ở từng địa phương. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao 60 giải cho 10 huyện thành phố, trong đó 8 giải A, 18 giải B, 24 giải C ở thể loại ca múa nhạc và trao 4 giải A, 6 giải B cho các đơn vị có chương trình ghi hình tốt. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 được xác định là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó hoạt động xuất khẩu cũng không ngoại lệ. Cùng với những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các ngành chức năng, các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh và đang hoàn thiện các đơn hàng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch của cả năm 2021 đề ra. Những tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Thay vì gặp khó bởi nguồn cung nguyên vật liệu như năm 2020, năm 2021, các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu phải đối mặt với những khó khăn mới như thị trường tiêu thụ và chi phí vận chuyển. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đã chủ động tìm những hướng đi phù hợp trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Không những tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, doanh nghiệp đã lựa chọn đổi mới sản phẩm ít bị chịu tác động của dịch bệnh. Thời gian gần đây, do kiểm soát được dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đã tranh thủ thời gian vàng để đẩy mạnh sản xuất nhằm hoàn thành các đơn hàng trong năm 2021. Tôi là một trong những doanh nghiệp rất là may mắn, nằm ở cái khu vực mà được các cơ quan chức năng kiểm soát tốt. Cho nên và dịch bệnh chưa ảnh hưởng về các vấn đề sản xuất. May mắn cái ngành nghề của chúng tôi là chưa bị ảnh hưởng về mặt đặt hàng hay là sản xuất, chúng tôi vẫn chạy đều. Toàn tỉnh hiện có 49 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, đặc biệt là thời gian vừa qua, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp đã phải thực hiện phương án một cung đường, hai điểm đến hay ba tại chỗ để duy trì sản xuất. Với nỗ lực từ các doanh nghiệp, các ngành chức năng, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn đạt kết quả khả quan. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2021 đạt 975 triệu đô la Mỹ, tăng 19,6% so với cùng kỳ, bằng 80% kế hoạch năm. Các ngành chức năng đang sát cánh tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Tôi đã thiết lập một cái phòng kết nối máy chủ, có 5 máy chạm đã thực hiện thành công trên hệ thống điện tử của hải quan, kể cả làm thủ tục mở tờ khai tính thuế thông quan cho các cái cơ quan cũng như là công ty trên địa bàn của khu vực Hòa Bình là rất là trọn vẹn và an toàn. Cùng với đó, các sở ngành cũng thực hiện hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, thực hiện các giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, tập trung sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, đồng thời phát triển các mặt hàng khác có tiềm năng. Và bằng mọi giá chúng ta phải đảm bảo cái nguồn cung điện để tránh cái việc mà mất điện không báo trước, mất điện không có kế hoạch ảnh hưởng đến sản xuất. Cái thứ hai là phối hợp rất chặt với sở giao thông, đấy, với các ngành nữa, ủy ban nhân dân thành phố nữa, làm sao đó thực hiện tốt cái việc lưu thông hàng hóa hai chiều, đấy, cả cái việc phục vụ cho xuất khẩu cũng như cái việc mà chúng ta nhập nguyên phụ liệu. Đây là cái nội dung hết sức quan trọng. Nếu ách tắc giao thông thì rất khó khăn trong quá trình vận chuyển hàng hóa trong cả hai chiều, cả xuất và nhập nữa. Và cái thứ ba nữa thì Sở Công Thương cũng đã chủ động thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp về các hoạt động của các cửa khẩu. Đấy, làm sao cũng được. Cái việc thông quan đó là phải hết sức kịp thời, chủ động và những cái thủ tục hành chính phải được tháo gỡ nhanh nhất. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần tận dụng tối đa các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do EVFTA, mở rộng thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Với kết quả thực hiện về kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Hòa Bình là tiền đề để tỉnh Hòa Bình phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt 1.218 triệu đô la Mỹ, vượt kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, định kiến về giới vẫn đang tồn tại trong xã hội Việt Nam, dẫn tới tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Báo cáo thực trạng dân số thế giới năm 2020 ước tính tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.800 bé gái không có cơ hội chào đời vì giới tính của mình. Tại Hòa Bình, tỷ số giới tính khi sinh tuy có giảm theo từng năm nhưng vẫn cao so với cả nước. Năm 2018 là 113,9 nam trên 100 nữ, năm 2019 là 112,8 nam trên 100 nữ và đến năm 2020 là 112,1 nam trên 100 nữ. Giải pháp nào để khống chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh? Câu chuyện không thể một sớm một chiều và không chỉ riêng ngành dân số, y tế mà cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Là một cán bộ dân số nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ chị Hoàng Thị Trang, cán bộ dân số xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn lại thấy khó khăn như lúc này. Khi mà mong muốn và quyết tâm phải có con trai xuất hiện ở nhiều thôn xóm trên địa bàn xã. Theo chị Trang, đối tượng sinh con trai hiện nay không chỉ ở những gia đình khá giả mà cả những hộ nghèo. Cao Sơn chúng tôi hiện giờ là vẫn còn cao. Tuy nhiên là năm tới đây là rất còn cao nữa do là tình trạng cái việc trọng nam khinh nữ thì là vẫn còn nhiều. Và hai nữa là cái bây giờ các gia đình có điều kiện và kinh tế khá giả hơn thì là họ vẫn muốn sinh thêm con. Trưởng xóm này với các ban ngành cũng như là y tế thôn bản với lại cộng tác viên dân số cũng đến từng các gia đình đối tượng là sinh con một bề, đặc biệt là nữ, cũng tuyên truyền, nhưng mà mình tuyên truyền họ có nhận thức chỉ có một phần nào thôi, chứ còn họ vẫn cứ có tình trạng là trọng nam khinh nữ hơn. Thực trạng trên địa bàn tỉnh có nhiều gia đình sinh hai con gái nhưng vẫn sinh con trai, dẫn đến tình trạng sinh con thứ ba gia tăng. Nếu như năm 2018 toàn tỉnh có 1.155 trường hợp sinh con thứ ba, thì đến năm 2019 là 1.426 trường hợp và đến năm 2020 là 1.510 trường hợp sinh con thứ ba. Bên cạnh đó, tỷ lệ đảng viên sinh con thứ ba trở lên cũng có xu hướng tăng. Năm 2018 có 72 trường hợp, đến năm 2020 có 133 trường hợp. Và thực tế cho thấy trên 60% trường hợp sinh con thứ ba đều là con trai. Lệ mà người ta lựa chọn giới tính ấy, thì hiện tại thì là rất là cao. Do vậy là cái tỷ lệ trẻ nam thì bây giờ đang nhiều hơn trẻ nữ. Nếu mà mình không can thiệp sớm hoặc là không để sinh tự nhiên như vậy thì sẽ gây đến ảnh hưởng đến hệ lụy sau này. Trong mấy năm gần đây thì tỷ lệ trẻ nam thì tương đối nhiều hơn rồi, kể cả lứa tuổi học đường bây giờ cũng thế. Một lớp thì có khoảng độ 20 trẻ nam, còn khoảng độ hơn chục trẻ nữ thôi. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là do mong muốn của con trai để nối dõi tông đường. Vì vậy, đối tượng vi phạm chính sách dân số thường tìm đến kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ sinh con theo ý muốn. Mất cân bằng giới tính khi sinh để lại nhiều hệ lụy đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, nếu không tích cực can thiệp sẽ dẫn đến tình trạng thừa nam, thiếu nữ là một thực tế không thể tránh khỏi. Hạ thấp tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh là một nhiệm vụ khó nhưng cần phải làm lúc này. Trong đó, các cấp các ngành, đoàn thể xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thái độ và chuyển biến hành vi của người dân trong việc xóa bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ. Vận động người dân sinh con có trách nhiệm phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình. Gia đình chúng tôi cũng không quan niệm là trai gái. Đấy mà hai vợ chồng cháu cũng xác định như thế. Là không nặng nề về giới tính. Đấy, chỉ chăm sóc cháu là mạnh khỏe, ngoan và học giỏi. Sắp tới thì địa phương sẽ cũng sẽ có cũng phối hợp thêm với các ban ngành để tăng cường thêm công tác tuyên truyền đến cho bà con hiểu hơn về những cái hậu quả và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh. Bên cạnh đó, các huyện thành phố cần gắn việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình với việc bình xét công nhận các danh hiệu thi đua của cơ quan đơn vị, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác dân số và phát triển cũng như tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác dân số các cấp. Để triển khai tốt việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong thời gian tới thì cần có sự tham gia vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, tăng cường các cái hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, về mất cân bằng giới tính khi sinh. Mặt khác, đối với lại việc thực thi các cái chính sách về như là thực hiện về hỗ trợ phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số thì còn được triển khai một cách tích cực và đồng bộ.
làm sao để từng bước khống chế, đưa tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng. Hơn lúc nào hết, cần phải có sự vào cuộc của toàn xã hội. Và ngay lúc này, các cấp các ngành địa phương cũng cần xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ cá nhân tập thể thực hiện tốt công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, xử lý đối với những hành vi phong tục phản ánh bất bình đẳng giới nhằm thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ.